Em có nghe rõ cô nói không? Nghe rõ không ạ? Có, nếu mà trong trường hợp nhá, cái nào nghe không rõ là một, cái nào mà Kem thấy là nó bị dè, bị nhiễu là em phải có thể nói nhá. Được chưa nhỉ? Bởi vì lý do là chúng ta đang bị đứt cấp quang, cho nên mà nhiều khi dung sẽ bị ao ra. Mặc dù cô đã cài cái một cái hệ thống ảo, hệ thống đấy nó hỗ trợ nhiều cho dung, tuy nhiên mà vẫn bị ao ra. Ví dụ như hỏi thi hôm vừa rồi nó bị ao ra một lượt. Cái dải tần số của cô thì là dải tần số của cô là dải tần số dạng ưu tiên, tuy nhiên là đúng đến hôm cách đây mấy hôm thì nó bị học đúng cái dải tần số đấy, cho nên mà bây giờ đang đang chạy cái hệ thống không ưu tiên. Có biết không, hôm qua tuần vừa rồi đã quay lại được dải ưu tiên chưa? Tức là một cái hệ thống mạng nó sẽ có nhiều cái dải khác nhau, dải bình thường của em, cắp quang bình thường, nhưng mà kể cả em thì những người thân quen, ví dụ là mình hay sử dụng với nhà mạng ấy và hay dùng nhiều ấy, thì khi đấy chúng ta có thể có cho vào những cái dải ưu tiên. Thường thì người ta có những cái dải ưu tiên đấy thì hệ thống nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên là khi cô thấy nó chậm hơn bởi vì lý do gì? Khi load hình ảnh của em nó hơi chậm hơn một chút. Cho nên không phải là cứ một cái là cô có thể là cô out rồi em ra khỏi lớp đâu. Một lúc sau cô mới cho out. Khi chúng ta phải một lúc lâu cô không thấy có hình ảnh đấy thì khi đấy cô mới cho out nhá. Còn không phải là cứ lúc nào cô cũng cho out. Cô nói, cô giảng tiếp nhé. Khi các em cài cơ sở dữ liệu SQL thì các em bao giờ cũng phải cài hai phần đúng không? Một phần đó là cái phần hệ quản trị, một phần đó là cái hệ cơ sở, một cái là cơ sở dữ liệu đúng không? Vậy thì một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó bao giờ cũng gồm hai phần đấy, một cái hệ quản trị, một cái phần cơ sở dữ liệu riêng. Trong đó database tức là cơ sở dữ liệu ấy, nó là một tập hợp cơ sở dữ liệu, nó tổ chức, nó lưu trữ lại. Như lúc nãy cô nói rồi, với những cái bài toán thực tế thì có nhiều cách để lấy cơ sở dữ liệu. Ví dụ em có thể lấy từ hệ thống camera. Như đợt vừa rồi các em sinh viên, các em làm cái hệ thống mà tự nhận dạng cái biển số ô tô của trường mình, thì khi đấy các em phải thu thập dữ liệu từ camera. Sau đấy thu thập dữ liệu camera về, các em sẽ sử dụng một cái thuật toán nhận dạng nào đó để nhận dạng cái biển số đó. Vậy thì những cái hệ thống mà đã lưu trong hệ thống, những cái biển số mà đã lưu trong hệ thống rồi, thì họ đấy có là những cái xe được phép ra vào trường rồi, và những cái biển số xe mà nó không được phép ấy, tức là không có trong kho đấy, thì coi như là nhận dạng biển số mới, coi như đấy là khách. Bởi vì đợt vừa trước đấy là trường chúng ta có rất nhiều những cái xe của bên ngoài tự do đi vào trường, ví dụ Grab này, tự do đi vào trường ta đi cho tiện mà.